Chào mừng các em đã đến với trang Lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập bài 7 bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á, trang 120, sách giáo khoa địa lý 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Một nhỏ, tìm hiểu về bản đồ chính trị các khu vực của châu Á. Hai nhỏ, đặc điểm thiên nhiên các khu vực của châu Á. Đi vào nội dung phần một nhỏ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản đồ chính trị các khu vực của châu Á. Quan sát hình 7.1, bản đồ chính trị các khu vực của châu Á. Nhìn vào bảng chú giải, chúng ta có thể thấy rằng hiện nay châu Á có 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và trên bản đồ chính trị này thì châu Á được phân thành 6 khu vực, bao gồm Bắc Á, tiếp theo Trung Á, Đông Á, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Thì đó là 6 khu vực của châu Á. Trình độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ở châu Á thì rất khác nhau. Hiện nay, tình hình kinh tế xã hội của các quốc gia châu Á đang có những chuyển biến tích cực. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 1, trang 121 sách giáo khoa. Dựa vào hình 7.1, em hãy xác định các khu vực của châu Á và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong từng khu vực. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét đến khu vực Bắc Á, thì nó sẽ bao gồm phần lãnh thổ của Liên bang Nga ở châu Á. Khu vực Trung Á được ký hiệu bằng màu cam, bao gồm các quốc gia sau đây: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan. Khu vực Tây Á được ký hiệu bằng màu xanh nhạt, bao gồm các quốc gia sau đây: Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Palestine, Israel, Syria, Liban, Jordan, Iraq, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman và Yemen. Tiếp theo, khu vực Nam Á được ký hiệu bằng màu hồng, bao gồm các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka và Maldives. Khu vực Đông Á bao gồm các quốc gia sau đây: Mông Cổ, Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tiếp theo, khu vực Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia, chúng ta có thể kể tên như sau: Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei và Đông Timor. Chuyển sang nội dung phần 2 nhỏ, tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên các khu vực của châu Á. Đi vào phần A, khu vực Bắc Á. Về mặt địa hình thì khu vực Bắc Á được chia thành 3 khu vực địa hình chính, bao gồm đồng bằng Tây Siberia, cao nguyên Trung Siberia, miền núi Đông và Nam Siberia. Tiếp theo, ở khu vực vùng giáp với Bắc Băng Dương ở Bắc Á thì sẽ có khí hậu thuộc đới lạnh và thực vật chủ yếu là đài nguyên. Phần lớn lãnh thổ còn lại thì sẽ có khí hậu lục địa và cảnh quan phổ biến là rừng taiga. Về mặt thủy văn thì ở Bắc Á có các con sông lớn sau đây: sông Lena, sông Yenisei hay sông Obi chạy từ phía nam lên phía bắc đổ ra Bắc Băng Dương. Sông ngòi ở đây có đặc điểm đóng băng vào mùa đông và lũ vào mùa xuân. Trong vùng thì có nhiều hồ quan trọng phải kể đến như hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Về khoáng sản, ở Bắc Á thì có khoáng sản phong phú, bao gồm sắt, thiếc, đồng hay than đá. Chuyển sang nội dung của phần B nhỏ, tìm hiểu về khu vực Trung Á. Khu vực Trung Á thì nằm ở trung tâm của châu Á, không giáp với các đại dương và bị các hệ thống núi bao bọc xung quanh. Khí hậu ở đây là khí hậu ôn đới lục địa. Chính vì vậy, cảnh quan chủ yếu sẽ là thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc. Khu vực núi cao thì có thể hình thành nên rừng là kim. Khoáng sản bao gồm than đá, dầu mỏ, sắt và một số kim loại quý. Về khu vực Đông Á, khu
vực Đông Á được chia thành hai bộ phận, lục địa và hải đảo. Về mặt khí hậu, ở khu vực này phần lớn sẽ thuộc khí hậu đới ôn hòa. Phía Nam có khí hậu cận nhiệt đới, phía Đông lục địa và hải đảo thì có tính chất gió mùa. Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về các khu vực của Đông Á. Phần lục địa sẽ bao gồm Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Phía Tây của Trung Quốc thì có các cái hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ và các bồn địa. Ví dụ như có dãy Thiên Sơn, có sơn nguyên Tây Tạng. Khí hậu ở đây là khí hậu ôn đới lục địa, cảnh quan thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc. Trong khi đó ở phía Đông thì có các cái khu vực đồi núi thấp xen với các cái đồng bằng rộng, ví dụ như là đồng bằng Hoa Bắc hay đồng bằng Hoa Trung, đồng bằng Đông Bắc. Khí hậu ở đây thì ấm hơn, có thảo nguyên rừng ở phía Bắc, rừng cận nhiệt ở miền Trung và rừng nhiệt đới ẩm ở phía Nam. Phần hải đảo bao gồm quần đảo Nhật Bản, đảo Đài Loan và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Quần đảo Nhật Bản là nơi mà có nhiều núi lửa hoạt động. Thủy văn thì ở khu vực này có các con sông lớn, ví dụ như là sông Hoàng Hà hay sông Trường Giang. Khoáng sản phải kể đến như sắt, đồng, chì, kẽm, thiếc, than đá hay dầu mỏ. Đê nhỏ khu vực Tây Á. Khu vực Tây Á bao gồm 3 khu vực địa hình chính, bao gồm sơn nguyên ở bán đảo Ả Rập, đồng bằng Lưỡng Hà và miền núi cao. Khí hậu đây chủ yếu là khí hậu cận nhiệt địa trung hải ở phía Bắc, nhiệt đới khô ở phía Nam nên khô hạn và nóng. Chính vì vậy nó hình thành các cảnh quan phổ biến là hoang mạc và bán hoang mạc. Ngoài ra ở vùng núi cao thì có hình thành cảnh quan rừng thưa và cây bụi do khí hậu mát mẻ hơn. Về mặt thủy văn ở đây có hai con sông lớn, đó sông Tigre và sông Euphrates. Biển chết là hồ nước mặn nổi tiếng trên thế giới. Về khoáng sản, quan trọng nhất chúng ta phải kể đến là dầu mỏ. Dầu mỏ tập trung nhiều ở khu vực ven vịnh Pexic. Ngoài ra, khu vực này còn có các khoáng sản khác như đồng, sắt hay than đá. Chuyển sang phần E nhỏ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khu vực Nam Á. Về mặt địa hình thì Nam Á được chia thành các miền địa hình sau. Thứ nhất, miền núi Himalaya là hệ thống núi trẻ, cao và đồ sộ nhất trên thế giới, với đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất trên thế giới, độ cao hơn 8.800m. Phía Nam thì chúng ta có cao nguyên Deccan, phía Tây có sơn nguyên Iran và ngoài ra thì còn có đồng bằng Ấn Hằng. Về khí hậu, phần lớn Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. Mùa đông có gió mùa đông bắc với thời tiết lạnh khô. Mùa hạ có gió tây nam nóng ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào gây mưa. Phía tây nam ở khu vực Nam Á thì có khí hậu nhiệt đới khô. Trên các khu vực núi cao thì có sự phân hóa theo độ cao của địa hình. Sườn phía nam thì sẽ có khí hậu nóng ẩm, sườn phía bắc thì có khí hậu khô và lạnh hơn. Thủy văn ở đây có hai con sông lớn là sông Ấn và sông Hằng bồi đắp nên đồng bằng Ấn Hằng màu mỡ. Cảnh quan, Nam Á có rừng nhiệt đới ẩm ở phía đông, savan hoang mạc ở phía tây, cảnh quan núi cao ở khu vực Himalaya. Về khoáng sản thì khu vực này có một số các tài nguyên khoáng sản chủ yếu sau đây, đó là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá và sắt. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á được chia thành hai bộ phận, phần đất liền và phần quần đảo. Về địa hình, ở phần đất liền, địa hình sẽ gồm các cái dãy núi nối tiếp dãy Himalaya chạy theo hướng Bắc Nam hoặc Tây Bắc Đông Nam, bao quanh những khối cao nguyên thấp, đồng bằng phù sa màu mỡ, tập trung ở ven biển và các hạ lưu các con sông lớn. Phần quần đảo thì phần lớn diện tích sẽ đồi núi, có nhiều núi lửa đang hoạt động. Khí hậu ở đây thì bao gồm khí hậu xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùa hạ thì nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông thì khô. Một số khu vực có mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, đó là phía bắc của Việt Nam hay phía bắc của Myanmar. Về mặt thủy văn thì khu vực này phải kể đến một số con sông như sông Hồng, sông Mekong, sông Irrawaddy. Biển hồ là hồ nước ngọt lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Cảnh quan ở đây
thì bao gồm rừng nhiệt đới ẩm sẽ chiếm phần lớn diện tích. Phía Tây thì có rừng rụng lá theo mùa. Trên các đảo thì phổ biến là rừng xích đạo ẩm và rừng gió mùa. Về khoáng sản thì có thể thấy Đông Nam Á cũng là một khu vực mà giàu tài nguyên khoáng sản, với một số khoáng sản chủ yếu đó là dầu mỏ, thiếc, sắt và than đá. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2 trang 121 sách giáo khoa. Quan sát bản đồ tự nhiên của từng khu vực của châu Á và thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi, các đới thiên nhiên chính của một trong các khu vực châu Á: Bắc Á, Trung Á, Đông Á, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Như vậy với câu hỏi này các em có thể chọn một trong 6 khu vực của châu Á để chúng ta trình bày những đặc điểm tự nhiên. Thì ví dụ như ở đây, cô sẽ trình bày về đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung Á. Cái địa hình thì nó sẽ có các hệ thống núi bao bọc ở xung quanh. Khí hậu thì mang tính chất ôn đới lục địa gay gắt. Sông ngòi thì kể đến một số con sông như sông Sua Daria, sông Amur Daria. Cuối cùng, các đới thiên nhiên chính thì bao gồm ôn đới và cận nhiệt. Như vậy cô đã hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời một số câu hỏi ở trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi vào tổng kết lại kiến thức của bài học này thông qua một số sơ đồ tư duy sau đây. Các em chú ý theo dõi. Đầu tiên về Bắc Á, phạm vi đa phần là lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga. Về địa hình gồm 3 bộ phận, đó là đồng bằng, cao nguyên và miền núi Siberia. Khí hậu ở đây thì lạnh giá, khắc nghiệt và có tính lục địa sâu sắc. Thủy văn có nhiều sông lớn đóng băng vào mùa đông và mùa xuân thì tan ra. Có nhiều hồ quan trọng phải kể đến như hồ Baikal. Khoáng sản phong phú và có nhiều loại trữ lượng lớn. Sinh vật có diện tích rừng lớn và chủ yếu là rừng lá kim. Phía Bắc thì có các đài nguyên. Thứ hai về khu vực Trung Á, phạm vi bao gồm 5 quốc gia, nằm ở trung tâm và không tiếp giáp với đại dương. Địa hình thì có núi bao bọc xung quanh, khí hậu ôn đới lục địa, thủy văn, sông ngòi thì kém phát triển. Khoáng sản mà kể đến như dầu mỏ, than đá. Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc, rừng lá kim ở những vùng núi cao. Tiếp theo về khu vực Tây Á, phạm vi bao gồm 17 quốc gia, địa hình gồm nhiều núi và sơn nguyên, khí hậu khô hạn và nóng. Thủy văn, sông ngòi thì kém phát triển do khí hậu khô hạn. Khoáng sản có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới, tập trung nhiều ở khu vực ven vịnh Pacific. Cảnh quan bao gồm bán hoang mạc và hoang mạc, rừng thưa và cây bụi ở những vùng núi cao. Tiếp theo về khu vực Nam Á, phạm vi ở đây bao gồm 9 quốc gia. Địa hình được chia thành 4 khu vực, dãy Himalaya ở phía Bắc, sơn nguyên Deccan ở phía Nam, sơn nguyên Iran ở phía Tây và đồng bằng Ấn Hằng ở giữa. Khí hậu, phần lớn là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt đới khô thì có xuất hiện ở khu vực phía Nam. Khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo độ cao, theo hướng sườn Bắc Nam. Về thủy văn thì có nhiều hệ thống sông lớn như sông Ấn, sông Hằng. Khoáng sản, có nhiều loại khoáng sản như dầu mỏ, than đá, vàng. Cảnh quan thì chủ yếu là rừng nhiệt đới gió mùa, sa van và hoang mạc. Tiếp theo về khu vực Đông Á. Đông Á bao gồm 6 quốc gia. Địa hình được chia thành 2 phần, lục địa và hải đảo. Lục địa thì bao gồm đồi núi, sơn nguyên, cao nguyên, bồn địa ở phía Tây. Phía Đông thì có núi thấp và trung bình, xen với các cái đồng bằng rộng lớn. Hải đảo thì có nhiều núi và đặc biệt ở đây thì có nhiều núi lửa đang hoạt động. Khí hậu thì có khí hậu gió mùa và kiểu lục địa. Thủy văn có nhiều hệ thống sông lớn như sông Hoàng Hà, sông Trường Giang. Khoáng sản thì đa dạng, có nhiều loại có giá trị. Cảnh quan thì phía Đông ở Đông Á thì có thảo nguyên rừng, rừng cận nhiệt, rừng nhiệt đới ẩm. Phía Tây thì có thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc. Cuối cùng, khu vực Đông Nam Á chúng ta đã tìm hiểu. Phạm vi bao gồm 11 quốc gia các bạn có thể kể tên. Về mặt địa hình nó được chia thành 2 bộ phận, đó là đất liền và hải đảo. Và đồi núi chiếm phần lớn diện tích của khu vực Đông Nam Á. Về khí hậu, phần đất liền thì sẽ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, còn phần hải đảo thì có khí hậu xích đạo gió mùa. Thủy văn thì có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn. Khoáng sản đa dạng và có giá trị cao. Cảnh quan,
bao gồm rừng mưa nhiệt đới, rừng rụng lá theo mùa, rừng xích đạo ẩm và rừng gió mùa. Và để củng cố cho nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước sang phần luyện tập với một số câu hỏi cuối bài sau đây. Câu hỏi số 1. Dựa vào hình 7.1, em hãy lựa chọn một trong các khu vực của châu Á và kể tên ít nhất 3 quốc gia trong khu vực đó. Thì căn cứ vào bản đồ, chúng ta có thể chọn một trong các 6 khu vực ở châu Á. Ví dụ như ở đây, cô chọn khu vực Nam Á, thì cô kể tên 3 quốc gia Nam Á như sau. Thứ nhất bao gồm Ấn Độ, thứ hai bao gồm Afghanistan, thứ ba là Pakistan. Câu hỏi số 2. Hoàn thành bảng tổng hợp thể hiện đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực sau đây. Dựa vào kiến thức chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta có thể trình bày được một trong các cái khu vực của châu Á. Ví dụ ở đây cô lấy ví dụ về Nam Á. Địa hình thì có hệ thống núi trẻ Himalaya cao và đổ rộng nhất trên thế giới, cao nguyên Deccan ở phía Nam, sơn nguyên Iran ở phía Tây và đồng bằng Ấn Hằng thì ở giữa. Khí hậu, phần lớn Nam Á thì có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, phía Tây có khí hậu nhiệt đới khô. Trên các khu vực núi cao thì có sự phân hóa theo độ cao của địa hình. Về sông ngòi thì có nhiều hệ thống sông lớn như sông Ấn, sông Hằng. Các con sông này thì đã bồi đắp lên đồng bằng Ấn Hằng màu mỡ. Về thực vật, hiện đây hình thành rừng nhiệt đới ở phía đông, savan hoang mạc ở phía tây, cảnh quan núi cao ở khu vực Himalaya. Câu hỏi số 3, em hãy sưu tầm thông tin hoặc hình ảnh về một khu vực của châu Á mà em yêu thích. Ví dụ như ở đây, cô sưu tầm thông tin về khu vực Đông Á. Đông Á bao gồm hai bộ phận, lục địa và hải đảo. Về phần lục địa, phía Tây thì sẽ có những cái hệ thống núi, cao nguyên hiểm trở, xen kẽ với bồn địa, hoang mạc. Phía Đông là vùng đồi, núi thấp và những đồng bằng rộng, bằng phẳng. Bộ phận hải đảo thì có những dãy núi uốn nếp, xen kẽ với các cao nguyên, thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa. Khí hậu thì phân hóa từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Thực vật ở đây thì đa dạng, bao gồm rừng lá kim ở phía Bắc. Sâu vào trong nội địa thì sẽ có vùng thảo nguyên rộng lớn. Phía Nam thì có rừng lá rộng cận nhiệt. Về sông ngòi thì ở đây có nhiều hệ thống sông lớn như sông Trường Giang hay sông Tây Giang. Tập trung nhiều khoáng sản, ví dụ như than, sắt hay dầu mỏ. Ngoài ra thì ở khu vực Đông Á, ở bộ phận hải đảo thì có nguồn hải sản rất phong phú và đa dạng. Và các em có thể sưu tầm những cái hình ảnh về khu vực Đông Á như trên màn hình. Vậy là cô và các em đã học xong bài 7 bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á, sách giáo khoa địa lý 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.